Shop Tuấn Lan lại gửi lời chào đến tất cả các bác, các anh em trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em xin giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm. Đây là cái xẻng đa năng hay là xẻng quân dụng để anh em đi rừng, đi phượt, đi bẫy chim hay là đi săn bắn. Các bác tài xế cũng nên mua một chiếc các bác nhé. Các bác tài thì hiện cơ sở em thì bán số lượng rất là nhiều, hàng về rất là nhiều. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu luôn cho các bác cũng nắm được cái mẫu xẻng đa năng này. Các bác có thể nhìn kỹ cái vỏ hộp các bác nhé. Đây là xẻng đa năng. Em là một shop bán hàng cửa khẩu nên giá thành nó rất là rẻ để anh em chơi. Thì em bóc hộp ra cho em các bác xem luôn. Đây, phụ kiện đi gồm có các bác nhé. Đây là một cái xẻng này, thân xẻng này. Và mẫu này là đựng trong một cái túi dàn di này các bác nhé. Đây. Chất cả là bằng thép cứng. Đấy, nên là rất là chắc chắn. Cái này thì anh em đi phượt hay đi bẫy chim rồi dùng vào bất cứ về mọi vấn đề phòng thân hay làm cuốc, làm xẻng đều được. Các bác đi tài xế cũng nên mua một chiếc để phòng thân. Vì các bác đôi khi là đi đêm đi hôm thì cũng giật nhiều cái vụ, chẳng hạn nó cướp giật hay là nó vấn đề xảy ra đêm hôm thì cũng rất không yên tâm. Thì các bác dùng kiếm hay dùng đao thì nó rất là công an thì nó lùng về pháp luật. Thế còn các bác mua cái xẻng này để phòng thân thì cũng rất là ok. Có 3 khúc các bác nhé. Đấy, thì trong này nó có một con dao để cắt hoa quả, quạt hoa quả này. Đấy, và chất liệu này thì tương đối là chắc chắn bằng thép. Đấy, nên là bên vừa là xẻng các bác nhé, vừa là cuốc. Đấy, đào đất hay là vấn đề gì thì các bác xoáy thôi. Có cả đánh lửa nữa cơ. Đấy, có chức năng đánh lửa luôn. Nên là nó tiện. Đây, như này thành cuốc các bác nhá. Đấy. Nếu như này thành cuốc này. Tương đối là đẹp các bác nhá. Đấy, như này là thành cuốc. Lắp vào 3 khúc. Đây. Đây. Và nó đi thêm cho các bác là một cái đánh lửa đây. Đấy. Và một cái đầu tô vít. Đây là 4 cạnh và một bên này là 2 cạnh các bác nhé. Đấy. Nên là rất hay, nhiều, rất là nhiều tác dụng để anh em đi chơi. Đây. Đây 3 khúc các bác nhé. Dài là nó rơi vào 20 phân, 46 phân, 6-70 phân đấy. Đây, như này. Để các bác xoáy vào đây. Đấy. Đấy. Rất là tiện dụng cho những các bác tài đi taxi hay là đi du lịch, rất là ok. Đấy. Đây là chiếc xoáy đây. Đây, rất là đẹp các bác nhé. Đây, nhà em này chỉ có một mẫu xẻng này duy nhất thôi. Giá thành thì rất hợp lý cho các bác chơi văn nghệ giải trí. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp theo 3 số điện thoại của shop để đặt hàng. Shop thì đến từ Tân Yên, Bắc Giang. Các bác nào gần nhà thì có thể qua nhà lấy, còn các bác ở xa thì em gửi qua ngành bưu điện các bác nhé. Đấy, nên là các bác đã đặt hàng là sẽ có hàng. Các bác ở miền Nam thì em gửi 5 đến 6 ngày là đến nơi. Còn các bác miền Bắc thì em gửi 3 đến 4 ngày là sẽ có hàng. Nên là các bác có thể vào theo 3 số điện thoại này, shop có Zalo. Em sẽ gửi hình ảnh cụ thể cho các bác xem trực tiếp. Các bác đặt hàng thì cứ liên hệ cho em. Rất vui được các phục vụ các bác trong mọi giờ nhé, trong mọi hình thức. Các bác nào có xem kỹ video và đặt hàng, có nghĩa là sản phẩm này như trên video em quảng cáo luôn, thực tế luôn. Đấy, nên là anh em yên tâm, các bác được quyền kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Các bác xem video thì đừng quên đăng ký kênh của shop, ấn vào like và share để ủng hộ shop. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.